Hôm nay mình sẽ chế cái đầu lô của ghe cập tàu tôm nha mấy bạn cùng xem mình làm như thế nào nha. Giờ bắt đầu mình đi cắt sắt, mình đi một mặt ram nó rồi xong mình đi cắt ống, mình ép ống nha mấy bạn.
Xong rồi nha mấy bạn, mình cũng gắn vô cái cầu trên luôn nha mấy bạn. Ghe nó còn đang làm, thợ mộc đang làm chưa xong nha mấy bạn. Làm hai cái lô đang gắn vô thôi. Video đến đây mình cũng xin kết thúc nha mấy bạn. Mấy bạn thấy hay cho một like, một chia sẻ, một bình luận nha. Và nhớ đăng ký theo dõi mình Thiền Xeo nha. Chào tất cả các bạn nha. Bye bye bye.